vịt nướng cá. Còn như đây cơm sườn chợ có vẻ hâm nhìn không hấp dẫn bằng uống thịt nướng này. Bỏ đi. Này là cái gì anh Tý? Trứng bùa Huế à? Trứng bùa Huế. Chết cha rồi. Mình quay nhân dịp lịch sử ăn bùa bún bùa Huế chẳng nào. We'll be right back.
có ở đây là gì không? Xin chào các bạn, mình đang ở chỗ này là thị trấn Lấp Giò, đi vô trong nữa. Làm thì phải làm rồi, làm lao động nữa rồi. Không dài một chút hả? Lao động cho nó khỏe. Lao động cho nó khỏe thôi chứ còn. Ủa ông 7 năm nay là ông 77 mấy rồi? Hả? Năm nay ông 77 mấy rồi? 82 rồi, 7 mấy. 82 rồi. Vậy là năm con qua đây là 5 năm rồi. Năm nay 77 tuổi. Trời, thật là mát mẻ. Kìa, đi theo 7 kìa. Ôi ơi, cái bông này. Bông gì nè. Nước cạn hả ông Bảy? Không, cái này là cái bờ. À, cái bờ dòng. Ngọt chua chua. Cacao là cái người ta làm sô-cô-la đúng không? Dạ, đúng. Đấy, là cacao. Anh xay bột ra, anh uống nó cũng cái gì cà phê á. Tốt quá à, tốt quá, nó lòi luôn. Nó bị dị tật á.
Ước gì nữa con được khỏe như ông. Cá ấy nhiều quá, cá lau kiến nhiều quá. Ôi ôi trời. Chừng nữa xô cá lau kiến nha. Hả? Con cầm. Mày rước này đâu. Nửa xô cá lau kiến luôn. Ôi ôi kìa. Có được con cá dồ. Cá dồ này là nuôi. Đúng rồi. Năm nào tao thả vài trăm vậy chạy. Ông bắt về ông thả không đó hả? Hả? Ông bắt ông thả không đó hả? Ông bắt ông nuôi á. Con nào lớn mới ăn, còn à. Nhỏ này ăn gì? Dạ. Quá trời cá lau kiến. Thấy không? À. Cá lau kiến hả anh? Ừ. Kiến làm gì vậy? Hầm sả. Nướng thôi chứ có hai món. Đường quê rất là đẹp. Đường ở dưới sông cũng rất là đẹp luôn. Quê đẹp. Bán kem tí, kem sữa, kem tàu kia, kem rau. Ở đây mát thiệt ha. Đây không khói bụi, không ô nhiễm mà mình mới mốt mình phải tìm một nơi sâu hơn. 50 năm tuổi là bò. Em thấy là không nổi rồi đó. Anh cứ giỡn hoài anh. Thấy chưa vậy trơn, đạt kiến quá hết trời. Mốt rồi mình hả? Kem đầu kia, kem dâu tí, kem sữa, kem tàu kia. Đây là một cây me. Trời ơi, trái rất là nhiều, không biết là me Thái hay là me mình. Trái nó còn nhỏ. Trời, có trái cam kìa, nó thòng ngay cái khạp luôn kìa. Ba, hai trái. Cái cam mọc ác thiệt. Đây con cắt cho ông vậy. Hả? Con mần cho. Mày thôi mày, mày mà làm được. Con làm được mà. Nhà đội tiểu mình tao làm được chứ bà cũng không biết làm nữa. Cá này mình làm món gì không? Hả? Cá này mình làm món gì? Món gì hả? Dạ. Luộc xả mẻ. Dạ. Nếu mà hồi là không có làm gì nướng phô rang à, không giờ gì chứ. Dạ. Bây giờ cá này mày biết không, mày đổi tao cái cá này với cái cá cha tao được tao bắt cái cá này nè. Chắc thịt nó dẻ hơn ha. Không, nó trời, nó ngọt mà ăn nó không có ngán mà nó. Con bự vậy không ngon nè. Để sao xương cứng. Dạ. Rồi mày mấy anh qua dùng nước với lại nó sen mới hái với gia đình. Đúng không? Gia đình. Với gia đình.
Trời ơi, uống có hoa sen nữa. Hoa sen của ông mới hái luôn á. Ông của mình cũng 80 mấy tuổi mà ông của mình yếu. Trong khi ông 7 nè, chèo ghê. Dở cả. 60 tuổi. À trời ơi đó kìa. Anh muốn gắn gì? Gắn thọ phà rồi gắn vào vòng. Ở đây mà sống không thọ cũng ngủ. Hương đồng gió nổi. Sen này mới hái vô ăn ngọt ngay luôn. Ở đây có cái những cái dây nó bò, cái có những cái bông hoa rất là đẹp, mình cũng không biết đây là hoa gì nữa, có cái màu tím rất là đẹp. Ngồi đây gió thổi hiu hiu, nghe chim hót, đúng là cái nơi mình thích rồi. Trước thì có sông xuồng ghe, sau thì ruộng vườn. Sen quá ngọt các bạn. Khung cảnh rất là yên tĩnh, rất là trong lành. Ở ngoài ruộng có hai anh đó, anh đang đi bắt cá và bằng cách là chèo chiếc ghe xong rồi kéo hai cái thanh tre vậy đó cho nó rung, cá nó hoảng sợ nó chúi xuống dưới, xong rồi người ta sẽ sử dụng nơm, người ta nơm người ta bắt. Đó, các bạn thấy ảnh nhảy xuống không? Anh cầm cái nơm. Anh nơm đó. Cái này là bắt theo cái kiểu truyền thống. Thì như vậy thì mình bắt được những cái con cá bự. Những cái con cá nhỏ thì nó còn sống được. Đó, anh bắt dính một con rồi. Sen này là mới trồng rồi các bạn. Mai mốt thì nó sẽ mọc hết cả ruộng này nè. Đánh côn nè hả? Trời, đánh côn tao bắt cá bự không mà tận diệt. Đụng cá nó lặn xuống rồi tao lấy nôm lên. Ừ. Cái này bắt theo kiểu truyền thống còn gì.
thay vì người ta dùng xiệt đúng không? Nó dùng xiệt mới là tận diệt. Mới bằng ấy xong. Mới bằng chuyến. Bảy đang nấu món cá lau kiến hầm xả mẻ. Chua dữ, chua dữ, chua dữ. Chua dữ. Wow, món bảy làm hấp dẫn quá. Cái chai không rót là cái chai đang rót đâu. Trời, cá tôm nữa. Cái đó là rượu hả ông? Rượu à? Ừ. Cái gì? Cái này là rượu. Rượu, rượu, rượu. Ủa vậy tao uống rượu vậy tao không lấy ly nhỏ như vậy đó chứ không có uống nhiêu uống à chứ không phải uống ly nhỏ mà công rót ai ngồi rót hoài mày tao giờ cái này rượu gì không rượu ngâm thuốc này vậy trái cây ngâm nhào chứ nhào rồi dạ đầu tiên rồi là đủ thứ cho nhất trị nhất mỏi thận mấy cái loại này là thờ loại gì thuốc không à còn trái cây chứ không phải là đó thuốc bạc giờ tao trồng ra ngoài nó nhóc đó dạ wow hôm nay mình là uống rượu bằng một cái ly rất là to cái này nhìn là sơ sơ tưởng nước trà nè anh lấy cho em cái trứng này nha phải dùng mày thử bẻ ngang đó, mày thuộc nó ra bẻ ngang á để con làm cho nó vậy anh nắm da thuộc bỏ đây nếu mà anh ăn luôn da là anh giữ luôn á anh ăn luôn da là anh giữ luôn ăn luôn da là canxi nhiều này không phải canxi đâu cá này cái chất sừng chất gì sừng ăn này làm bảo vậy ha à. Trời ăn kìa rồi ông lại chỉ mới quay ngay chân mình luôn chồng rồi cái ông ngon ăn thế thế mình ăn không được rồi em ăn đâu có hai giấy này không bảy ơi ớt ăn nào ăn ớt cho vô bao thì ăn the the thôi chứ không thịt nó ăn cũng thú vị chứ thịt cũng ngon lắm em ăn còn miếng giấy nào thì em tự bỏ ra nghe em được ăn luôn nghe đấy, đấy. Con này hên là ăn được, ăn không được là khổ với nó. Đấy. Có ta ở gần mấy sông cái thì chắc có trà, chắc trà, uống trà, uống mày sông cái á. Ổng dở được một con nè. Thấy mùi tanh. Hai con được, bắt được hai con, cũng cỡ bị lớn nè. Ổng nói khoảng chừng 1 kg trên 1 kg, một cặp. Cá mà ổng không biết cá gì. Nó ăn nó mà làm trứng này ăn nó lột sột. Đây là một ly rượu chứ không phải là một ly trà. Đâu, dạ, có mời. Trời ơi, trà. Trời ơi, ông bảy gần hết ly rồi kìa. Cái nước. Nước rất ngon lắm.
Quên tưởng đâu uống bia. Hớp nó nhiều quá. Đúng rồi, cầm cái ly này hớp đâu ít được. Rượu. Không không, bạn thấy con gót cũng điều nghệ không? Rượu chứ không phải trà đâu. Mày không có kinh nghiệm, lưng lưng mày cứ để vậy, mày rót xuống đó nó đổ đổ đúng không? Đầy thì mới để vậy để nó khỏi nhẽo. Rót xuống miếng cái tàu đưa lên cho căn hông á, đưa xuống cái giờ là rồi. Rồi, được rồi. Bây giờ còn nhiêu đó mày cứ đổ cái ọt ra đó chạy đó, đâu có gì đâu, đúng không? em muốn giờ đi. Anh Tỷ đi. Ủa? Anh Tỷ đâu ta? Cái thằng kia bỏ chạy đâu rồi? Anh Tỷ là anh vậy đó. Anh uống bia này cũng hai lon à. Dạ ít. Ủa thì còn nói dữ ta. Thôi cái mũ dao. Cái mũ dao ông Bảy giờ nghe con luôn. Dao luôn. Sài Gòn nổ luôn. Uống đi đi. Nhưng mà Sài Gòn nổ, Sài Gòn đó không nổ à. Cô ca nổ dữ dội luôn. Ây da, ê mày. Lộn mày. Hiện đi. Cái vụ hiện đại quá rồi nó hư điện. Mình đang nằm ở dưới bãi cỏ. Ở dưới gốc cây vú sữa nè, rất là mát. Cây vú sữa này đang có trái, chắc là Tết là có vú sữa. Mình uống có chút xíu mà mình mệt quá, mình ra đây mình nằm. Mấy anh bạn mình thì còn nằm bên trong. Tính ra là nãy gót cho anh kia một miếng nữa. Nửa ly đó là cũng hơi nhiều ạ. Cũng 3-4 cái ly bình thường. Trong người nó hơi mệt quá. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo.